Xin chào tất cả mọi người, thì hôm nay em về được khoảng 20 chiếc nồi cơm hàng đấu giá nha mọi người. Trong này thì gồm có nồi cơm và nồi hầm. Mọi người quan tâm đến món nồi nào thì chụp ảnh màn hình và gửi qua Zalo cho em là 0988 083 784 nha mọi người. Rồi sau đây em sẽ bóc hàng cho mọi người xem. Đầu tiên là chiếc nồi mặt gương mọi người này, chiếc này là đời này. Đời 2015, chiếc này thì bản đời cũ này nhưng mà còn rất là đẹp nhá. Đấy, còn rất là đẹp mọi người này. Các bạn đã bóc ra kiểm tra rồi. Lòng rất là đẹp luôn. Lòng Pratium nhé mọi người, lòng Pratium. Chiếc này có dung tích là lít 8, hàng gia đình nào đông người thì sử dụng mẫu này rất là ngon luôn. Chiếc Toshiba chuông mọi người, chiếc này chiếc luôn. Toshiba chuông cũng tức là một lít, chiếc này thì không bị rỡ gì nhé. Mình xem bên trong này, dòng rất là đẹp nhé mọi người. Theo là một chiếc Toshiba hút chân không, chiếc tích là 8 mọi người. Toshiba hút chân không, chiếc 1.8. Đấy, lòng rất là đẹp luôn. Lòng không có trầy xước gì cả mọi người, đấy. Đây là một chiếc Pana áp suất điện tử có buồng này, chiếc này chúng ta bóc ra rồi. Rất là đẹp cho mọi người này. Trong ngoài này rất là đẹp luôn. Đây là một chiếc nồi nửa lít này. Là nồi Yujin nửa lít đó mọi người. Gia đình nào đôi vợ chồng trẻ hoặc là ông bà ở nhà thì mình có thể dùng loại này nhá. Loại này cơm rất là ngon luôn. Loại mã này thì có đèn led luôn mọi người. Lòng Pratium này. Đấy. Hai gương lòng gốm này. Cái trong ngoài rất là đẹp luôn. Hàng rất là đẹp các bạn này.
đây thì mình có một chiếc Toshiba vuông cho tần áp suất trên xe này. Đấy, chiếc này còn rất là đẹp đấy mọi người. Đấy, đẹp tuyệt đối luôn. Chiếc này thì bạn lồng đen nhé, lồng đen là mã lồng cao cấp hơn. Đây là cái fan áp suất điện tử gốc buồm nha mọi người. Chiếc này không được đẹp lắm. Bên này đây là lô con rất là to. Rất là to luôn. Đây là một chiếc fan màn hình cảm ứng nha mọi người. Chưa tích là một ít. Chiếc này thì màn hình chưa sử dụng luôn mọi người này. Đấy, mọi người xem thấy không? Cái ni lông này còn đây này. Trông ngoài rất là đẹp luôn. Chiếc này thì như chưa sử dụng á mọi người này. Đấy. Thì chưa tháo cảm xây. Chiếc này là cái này là ni lông này, họ chưa bóc đó mọi người. Rất nhiều nồi xay gơ gốm mà giờ bóc cũng không thấy đâu lắm mọi người. Đây này, đây là mọi người xay gơ này. Đấy, xay gơ JPG đây, S100 này. Đấy, mình xem rất là đẹp luôn nhé. Đây là mặt hoàn toàn bằng cứng nhé mọi người, cứng chạy như iPhone luôn. Đây là một chiếc Yuji Uchi mọi người. Chiếc này cũng khá là đẹp nhé, lòng cũng mới biết bẩn thôi, không có trầy xước gì. Bên Nhật thì một số của gia đình thì người ta bán thì người ta vệ sinh rất là sạch mọi người. Còn số gia đình họ không vệ sinh, họ chỉ vệ sinh qua qua thôi, nên là mình về thì phải vệ sinh lại. Đây là một chiếc Tiger gốm CPH đó mọi người. Đấy, ông bảo là lô này về rất nhiều Tiger gốm rồi nãy giờ chiếc đó. Đây là hai chiếc rồi. Tiger CPH này. Đấy, bên trên nó có bị xước nha mọi người, nhưng mà lòng bên trong rất là đẹp này. Đấy. Đây có cùng thì rất to mà. Rất là kỹ luôn. Đây là chiếc không chồng đó mọi người. Không chồng. Đấy. Hàng lướt nhưng mà chiếc này là một độ mà mình cảm ứng nhé. Đây là một chiếc thay cửa gốm đó mọi người. Rất là nặng luôn. Đây là Tiger gốm nhé mọi người. Tiger này là cũng mã JPL nhé, JPG. Bên trong ngoài rất là đẹp luôn này. Giòn mọi người xem đây, giòn rất là xanh luôn. Đây là một chiếc nồi hầm mới nguyên thùng nhé mọi người. Các tấm nồi hầm mới nguyên thùng. Đây là màu đen.
hàng mới chưa có sử dụng cả. Để hàng chưa qua sử dụng nhé mọi người xem này. Đấy. Đầy đủ các phụ kiện như muỗng này, rồi hấp này, dây điện này, đầy đủ hết nhá. Cái này sẽ đóng lại bụi bẩn mọi người. Đây là công thức nấu ăn mọi người, nồi hầm cuộn sách rất là dày luôn. Còn 3 món nữa thôi. 3 món nồi cơm, em nghĩ là chỉ có nồi cơm nữa thôi. Đây mọi người, đây là chiếc cái tô ba chuông này. Lòng hai đáy nhé mọi người. Đấy. Đây là nồi. Lòng nồi còn rất là đẹp nhé. Đấy. Bằng dính ở Nhật rất họ bằng dính bằng bằng dính giấy thì chắc con mọi người như thế đây rất khó luôn. Đây là như là một chiếc panna mọi người, panna tức là 18 đây mọi người, đây là chiếc Tiger GPL G này rất là đẹp luôn, trong ngoài đều rất là đẹp luôn. Rồi mọi người quan tâm mẫu nồi nào thì liên hệ Zalo, số Zalo trên là 0988 083 784 mọi người. Thì hôm nay về đầy đủ các mẫu từ 1 đến 8 luôn. Xin chào tất cả mọi người nhé.